Phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, phía Bắc có nơi trên 39 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ.